Chào các bạn, trên tay mình đang là một chiếc Android Box đến từ hãng Pendo. Và model của sản phẩm này là T95U. Đây là một cái sản phẩm mới có cái thiết kế rất là đẹp, bắt mắt và cũng khá là cá tính. Và sản phẩm này thì có một cái cấu hình cũng cực kỳ mạnh mẽ, có thể nói là mạnh nhất nhì ở cái thời điểm hiện tại. Chúng ta sẽ có con chip S912 này, bộ nhớ trong 16GB, RAM 2GB. Và có thêm một cái option nữa là RAM 3GB và bộ nhớ trong 32GB. Vâng, và không để các bạn chờ đợi lâu, chúng ta sẽ tiến hành mở hộp cái sản phẩm này nhé. Rồi, và bây giờ mình sẽ mở hộp cái T95U Pro này. Ở trong hộp thì chúng ta sẽ có, đây là thiết bị đây rồi. Mình sẽ để qua một bên và tí nữa mình sẽ xem. Bây giờ xem phụ kiện nào, xem nó có khác gì so với những cái phụ kiện khác không. Chúng ta sẽ vẫn có một cái nguồn này, cáp HDMI này, cái điều khiển này và sách hướng dẫn sử dụng. Sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh. Đó, thì cũng có hình ảnh minh họa đầy đủ cho các bạn nếu như các bạn cần tìm hiểu. Rồi, phụ kiện thì không có gì khác biệt so với những cái Android Box khác. Vẫn là một cái nguyên một cái bộ phụ kiện như vậy thôi. Vâng, và đây là chiếc Pendo T95U. Thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có một cái màu sắc rất là đẹp, một cái màu đỏ dạng như kiểu đỏ đun ấy. Và ở giữa chúng ta sẽ có cái logo Pendo. Và sản phẩm này thì được làm bằng vỏ bằng hợp kim nhá, chứ không phải vỏ nhựa đâu. Cầm rất là thích và mát lạnh. Chúng ta sẽ có một cái thiết kế đây, như các bạn nhìn thấy là đặt ở đây thì chúng ta sẽ có cái chân ở phía dưới, đây là cái phía chân này, và tạo ra một cái khoảng không ở đây. Chúng ta sẽ có một cái thiết kế khá là đẹp khi mà đặt ở trên cái bàn hoặc là đặt ở cái khu vực mà đặt tivi ấy, thì cái chiếc box này rất là nổi bật. Nổi bật ở cái phần là gì? Khi mà nhìn ấy, ở đây ấy, sẽ có luôn cả cái phần màn hình hiển thị và nút bấm nguồn. Không nhiều những cái sản phẩm có cái nút bấm nguồn này nhá, nhưng mà phải khẳng định với các bạn là như thế này, với các sản phẩm có nút bấm nguồn ấy, thì các bạn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều trong cái quá trình sử dụng. Những cái sản phẩm box bình thường để bật tắt ấy, đa phần là chúng ta phải sử dụng bằng điều khiển, có khi lại phải sử dụng một cái điều khiển box riêng, một cái điều khiển tivi riêng và một cái con chuột bay riêng. Đó, nhưng mà riêng cái box này chúng ta có cái nút bấm nguồn này này thì có thể quên luôn cái điều khiển của box. Mỗi lần bật tắt thì chúng ta có thể bấm tắt ở cái nút bấm này, rất là thuận tiện. Ở phía bên sườn này thì các bạn sẽ có một cái cổng USB và một cái khe cắm thẻ nhớ. Khe cắm thẻ nhớ thì hỗ trợ lên tới 64GB. Ở phía sườn bên này thì không có gì cả, và phía đằng sau thì chúng ta sẽ có các cái cổng nguồn điện này, cổng USB thứ hai này, cổng băng LAN này, cổng HDMI này, cổng AV và cổng quang để cho cái chất lượng âm thanh tốt hơn. Và phía bên trái ngoài cùng này thì chúng ta sẽ có thêm một cái thông tin này, ghi là Smart Box này, rồi nguồn điện vào 2A đó. Ở phía đằng sau, thì cũng không có gì nhiều ngoài cái series này. Và cái dung lượng thì thể hiện luôn ở đây. Đây là một cái model sử dụng cái bộ nhớ trong lên tới 16GB và RAM 2GB. Rồi, như vậy thì đó là toàn bộ cái thiết kế của chiếc Pendo này. Theo mình thì đây là một cái thiết kế đẹp. Mình thấy nó đẹp nhất trong các cái dòng Android Box mà từ trước đến giờ mình đã xem qua, mở hộp qua. Nó có một cái thiết kế vỏ hợp kim đẹp, chỉ thiếu mỗi một chút xíu nữa. Kể ra mà với cái trông cái thiết kế hầm hố như thế này mà thêm một cái anten ngoi lên nữa thì trông nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái phần mềm của chiếc Pendo T95U này để xem nó như thế nào nhé. Về phần giao diện thì như các bạn nhìn thấy ở trên màn hình, chiếc T95U này thì chưa được up cái firmware giao diện của Pendo, và chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có một cái giao diện thuần. Và đây là Android 6 nhé, không phải Android 7. Lợi thế của những chiếc Android 6 ở thời điểm hiện tại, các bạn nhớ nhé, thời điểm hiện tại thì nó sẽ tương thích tốt nhất với hầu hết các cái app, những cái ứng dụng, những cái phần mềm đang phổ thông mọi người hay sử dụng. Còn tất nhiên là Android 7 thì nó rất là mới, nhưng mà nó vừa ra mắt, vì vậy là nhiều những cái app thì nó cũng hoạt động chưa được ổn định lắm. Kể cả trên điện thoại cũng thế thôi. Thời điểm này rất là nhiều những cái app khi mà chạy trên Android 7 không hoạt động ổn định. Thì với chiếc T95U này thì nó vẫn đang chạy Android 6 và chúng ta có một cái sự ổn định rất là tốt, thiết kế đẹp này, phần mềm ổn định, còn gì hơn nữa đúng không ạ? Và bây giờ mình sẽ xem qua cái thông số kỹ thuật ở cái phần mềm CPU Z. Thì ở đây những cái mà mình đã nói trước rồi thì các bạn có thể nhìn thấy luôn. Trên CPU Z nó sẽ thể hiện là con chip 8 nhân S912 rõ ràng ở đây.
mình đang trên tay cái 2GB/16GB thì khi các bạn nhìn CPU Z ấy, thì nó cũng chỉ nhìn đến 2/16 thôi. Còn có thêm một cái option là 3/32 nữa thì nếu như ở trên cái sản phẩm đấy thì các bạn cũng sẽ thể hiện rõ ràng luôn. Bật CPU Z lên thì phần cứng không thể chạy đi đâu được, cái thông số sẽ hiển thị chính xác. Rồi, bây giờ mình sẽ xem đến cái điểm AnTuTu của chiếc T95U này. Thì các bạn thấy nhìn trên màn hình thì chúng ta cũng có trên 40.000 điểm. Đây là một con số phải nói là ở mức độ trung bình thôi, chứ không phải là tốt, xuất sắc. 40.000 điểm thì hầu như là tất cả những cái sản phẩm sử dụng chip S912 thì đều đạt ở cái ngưỡng này. Vâng, như vậy thì mình đã giới thiệu xong chiếc Android TV Box Pendo với cái mã là T95U. Các bạn thấy video hay, hữu ích thì nhớ like, share và ấn nút đăng ký để xem thêm nhiều video hay nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.